quý vị và các bạn, chợ được coi là bộ mặt kinh tế, xã hội của từng địa phương, chứa đựng những giá trị về văn hóa, lịch sử và du lịch, không thể tách rời. Đặc biệt tại một thành phố du lịch như Đà Lạt, chợ còn là nơi khách du lịch không chỉ dễ dàng chọn lựa cho mình những đặc sản, mà còn là cơ hội được tiếp cận, tìm hiểu đời sống của cư dân bản địa. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập, khi mà các trung tâm thương mại hình thành đã tạo nên một sự cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi chợ truyền thống phải đổi mới để phát triển, nhưng cũng phải giữ được bản sắc của một ngôi chợ đã có từ bao đời trong đời sống văn hóa người Việt. Đó là một quá trình mà chợ truyền thống phải tự hoàn thiện và khẳng định mình. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, các tập đoàn bán lẻ xuất hiện ngày càng nhiều, tạo nên một sự cạnh tranh không cân sức trên thị trường tiêu thụ giữa các sản phẩm nội địa và sản phẩm nhập khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản, một sản phẩm chủ lực của kinh tế Lâm Đồng. Mở rộng ra phạm vi cả nước, nếu các sản phẩm nội địa ngày càng khó có chỗ đứng ở các trung tâm thương mại, nhất là khi các trung tâm này được thâu tóm bởi các tập đoàn nước ngoài, thì tại các ngôi chợ truyền thống, những sản phẩm trong nước với giá cả phù hợp và chất lượng đảm bảo luôn là sự lựa chọn cho đại đa số người dân Việt Nam. Chợ còn là môi trường giao tiếp xã hội bền chặt, mang trong mình biểu trưng của sự hội tụ, vừa cũ xưa, hồn hậu, lại vừa sôi động, hiện đại. Tôi thì tôi thích đi chợ truyền thống hơn, bởi vì là ở chợ truyền thống thì mặt các mặt hàng thì nó phong phú đa dạng hơn. Ở đây được cái là tất cả tiểu thương bà con bán hàng ở đây thì rất là thoải mái, vui vẻ và tôi có thể trả giá bất cứ mặt hàng nào tôi thích, giá cả hợp lý hơn. Hai nữa là cái không gian ở đây nó rất là thoáng, thoải mái, nó sạch sẽ. Mặt khác, là một địa phương có nhiều lợi thế phát triển du lịch, chợ truyền thống ở Đà Lạt Lâm Đồng đã trở thành một địa chỉ không thể thiếu của du khách. Theo thống kê của ngành chức năng, có đến trên 90% khách du lịch đến Đà Lạt đều tìm đến chợ truyền thống để mua sắm hoặc thưởng lãm. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung, nhiều ngôi chợ do hình thành quá lâu đã xuống cấp, không còn đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân và du khách trong thời kỳ mới. Điều này đòi hỏi sự đầu tư hệ thống chợ truyền thống với những nét đặc trưng vốn có, nhưng phải tiện ích, đảm bảo văn minh đô thị và an toàn thực phẩm trở nên cấp thiết. Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế thì để thu hút các thành phần kinh tế, tập trung các cái nguồn lực xã hội hóa, huy động mọi cái lực lượng của xã hội, toàn xã hội để tham gia công tác quản lý chợ, tối đa hóa các cái lợi ích từ xã hội mang lại để phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Trong bối cảnh đó, Lâm Đồng đã có chủ trương chuyển đổi hình thức quản lý, vận hành một số ngôi chợ truyền thống theo hình thức hợp tác xã hoặc đẩy mạnh xã hội hóa, với việc thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng chợ truyền thống khang trang, hiện đại. Năm 2011, công ty cổ phần Ngọc Biển Đà Lạt tiến hành xây dựng khu chợ mới với mục tiêu xây dựng một khu chợ hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Mặc dù đây là thời kỳ nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, các doanh nghiệp thu hẹp lĩnh vực đầu tư, thì Ngọc Biển vẫn quyết tâm đeo đuổi và hoàn thành mục tiêu. Với mức đầu tư ban đầu trên 670 tỷ đồng, năm 2013, giai đoạn 1 chợ mới Đà Lạt được hoàn thành và đi vào hoạt động, trở thành địa chỉ mua bán hiện đại, an toàn và vẫn lưu giữ được nét chợ truyền thống rất Đà Lạt, là địa chỉ giao thương mua bán các mặt hàng nông hải sản địa phương. Khi đầu tư vào Đà Lạt, tôi mong muốn là có một cái công trình hiện đại để mang lại lợi ích cho thành phố Đà Lạt về kiến trúc cũng như là các cái dịch vụ mới và dịch vụ phong phú hơn. Dự án Đà Lạt Center, đây là một cái dự án tổng hợp, đó là bao gồm một chợ truyền thống và trung tâm thương mại. Thì với cái mô hình này thì đã và đang phát huy được hiệu quả phù hợp với cái thực tế hiện tại cũng như là xu hướng phát triển của thời đại. Tuy nhiên, để có thể cạnh tranh với các trung tâm thương mại ngày càng chiếm lĩnh thị phần, thì những ngôi chợ truyền thống vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Đồng vốn vay nó là với cái đồng vốn giá đắt, đầu tư đấy nó sinh lời thấp và thậm chí nó không có hiệu quả. Địa phương cũng chưa đồng bộ để có thể hỗ trợ 100% cho doanh nghiệp. Khi chúng tôi đầu tư xây dựng 10 tầng của cái khối tháp lên, đấy trong đấy bao gồm 5 tầng là trung tâm thương mại, nhà hàng tiệc cưới và các cái công trình dịch vụ phụ trợ,
và 5 tầng là căn hộ và khách sạn. Thì chính cái đấy nó là động lực để phát triển cái chợ này lên. Nó kéo du khách đến với cái chợ này, kéo với người dân có một cái niềm tin đến với một cái chợ vừa có nét truyền thống mà người dân Việt Nam yêu thích, mà vừa có một cái nét văn minh hiện đại của một cái trung tâm bán lẻ, mà một cái trung tâm mua sắm nó cũng là thực tại sang trọng và văn minh, có thể nói là bậc nhất ở cái Đà Lạt tại cái thời điểm chúng tôi đầu tư xong. Cùng với sự đầu tư về cơ sở vật chất, đồng thời các ngôi chợ truyền thống phải xây dựng được văn hóa kinh doanh thân thiện, uy tín. Hiện công ty cổ phần Ngọc Biển đang có những bước đi táo bạo, mạnh mẽ ở những hạng mục sẽ được tiếp tục triển khai với mức đầu tư giai đoạn 2 khoảng 300 tỷ đồng để phát triển chợ Đà Lạt mới trở thành trung tâm thương mại Đà Lạt Center. Trong đó có một ngôi chợ truyền thống văn minh giữa lòng thành phố Đà Lạt, thân thiện, hiện đại, gắn với sự phát triển của Lâm Đồng, là kênh cung cấp tiêu thụ hàng hóa chất lượng, là không gian bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa đa sắc tộc, đa vùng miền của mảnh đất Lâm Đồng, và cũng là địa điểm thu hút khách du lịch đến với thành phố tình yêu. Việc hình thành các ngôi chợ truyền thống đạt chuẩn, trung tâm thương mại tổng hợp như Đà Lạt Center sẽ tạo nên một điểm nhấn nổi bật văn hóa, kiến trúc tại thành phố cao nguyên. Những hình ảnh là từ một chuyến đi của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng đưa các nạn nhân da cam đến với Bệnh viện Phẫu thuật Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Quy Nhơn để tiến hành phẫu thuật. Đợt này có 33 nạn nhân được chỉ định chuyển đến Bệnh viện Quy Nhơn.